Bắt đầu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Phật Bảo, con kính đảnh lễ Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Tăng Bảo. Con kính lễ Sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời chị Diệu Thiện thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ sư, con xin được phép. Sắc kê ca mê cha ru bê ki ri si ka ra ta tê chan ta li kê vi ma nê di bê ra tê cha ga mê ta ru ba na ga ha nê gê ha phát thâm hi khê tê bom ma cha yan tu de wa cha la tha la wi sa me yak kha gan thap pa na ga tik tan ta sang ti khe yang pu ne wa ra wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa va na ka lo a yang pha dan ta tham ma sa va na ka lo a yang pha dan ta tham ma sa va na ka lo a yang pha dan ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami, dutiyambi buddham saranam gacchami, dutiyambi dhammam saranam gacchami, dutiyambi sangham saranam gacchami, tatiyambi buddham saranam gacchami, tatiyambi dhammam saranam gacchami. Tatiyambi sangham saranam gacchami. Iti biso bhagava arahaṃ sammā sambuddho viccha charana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manosanaṃ buddho bhagava tinati me saranam anyaṃ buddho Mê saranam warang, e te na sa cha vecce na ho tu me cha ya mangalang. Uttamang ge na vande hang badamang sung varuttamang. Buddhe yo kalito do so, buddho kamatutang mamang. Swakato bhagavata thammo sanghetiko akaliko. Ehi basiko o banasiko vachyatang veditappo vinyuhi. Tinati me saranam anyang, thammo me saranam warang. Ete na sacha vecche na hotu me jaya mangalang. Uttamange na vandehang thamman chaduvithang varang. Thamme yo kalito do so thammo kamatu tang mamang. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ucupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho. Yadidang chatta riburisa yugani atta burisa bukkala. Esa bhagavato savaka sangho. Ahuneyo bahuneyo dakkineyo. Ancharikala niyo anuttarang bunyakhetang lokasa. Tinati me saranang anyang sangho me saranang warang. Ete na sa cha vecce na ho tu me cha ya mangalang.
Uttamang ghe na quanh đề hăng sang khanh cha đu vi thót tam măng sang khe vô khá lý tổ đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Quanh đà mi chê tí yang sam băng sam bà tha nê su pa tí tí tăng sa rì rì ca đà tu ma ha phô thinh buộc đá rù băng sa ca lăng sa đà. Sam Bụt Thế Ác Ta Vi Sanh Cha Đọa Đa Sanh Cha Sa Hát Sa Kê Bành Cha Sa Ta Sa Hát Sa Ni Na Ma Mi Si Ra Sa A Hằng Tê Sang Thầm Mạnh Cha Sang Khanh Cha A Đa Rê Na Na Ma Mi Hằng Na Ma Ca Ra Nú Pha Vê Na Hành Toa Sam Bê U Bát Đa Vê A Nê Ca An Ta Ra Ya Bi Vi Na San Tu A Sê Sa Tô Sam Bụt Thế Bành Cha Bành Nhà Sanh Cha Cha Tu Phi Sa Ti Sa Ha Sa Kê Ta Sa Sa Ta Sa Ha Sa Ni Na Ma Mi Si Ra Sa A Hằng Tê Sang Thầm Mạnh Cha Sang Khanh Cha A Đa Rê Na Na Ma Mi Hằng Na Ma Ca Ra Nú Pa Vê Na Hành Toa Sam Bê U Bát Đa Vê A Nê Ca An Ta Ra Gia Vi Vai Na San Tu A Sê Sa Tô Sam Bồ Tê Na Vô Ta Ra Sa Tê Ác Ta Cha Ta Lì Sa Sa Ha Sa Kê Vi Sa Ti Sa Ha Ta Sa Ha Sa Ni Na Ma Mi Si Ra Sa A Hằng Tê Sang Thầm Mạnh Cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hành toa. Sập bê u bát đa vê a nê ca. An ta ra ya bi vi na sang tu a sê sa tô. Sập bê bu rát ti ma ya di sa ya sát ta a vê ra su khê. Hòn tu sập bê bu rát ti ma ya nu di sa ya sát ta về ra su khi hòn tu sắp bề đắc khi na ya di sa ya sắp ta về ra su khi hòn tu sắp bề đắc khi na ya nu di sa ya sắp ta về ra su khi hòn tu sắp bề bát chi ma ya di sa ya sắp ta về ra su khi hòn tu sắp bề bát chi ma ya nu di sa ya sắp ta A về ra su khi hòn tu sắp bề uttara ya si di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp bề uttara ya nu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp bề uparima ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp bề hetti ma ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp bề sát ta a về ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đút kha hòn tu áp gia bích cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a rô gà hòn tu sam bát thì hi sam mít chan tu su khi a ta năng bá ri ha rằn tu đúc khắp bát ta cha nít đúc kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka hon tu sap pe pi pa ni no a ka sa ta cha bum ma ta de wa na ga ma e ti ka un nyang no anu mo dan tu chi rang rak khang tu sa sa nang A ca sát tha cha bồm mật tha đi qua na ga ma e ti ca quân nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu nô ga ru A ca sát tha cha bồm mật tha đi qua na ga ma e ti ca quân nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô A ca sát tha cha bồm mật tha đề qua na ga ma e ti ca bồn nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu ba ni nô a ca sát tha cha bồm mật tha đề qua na ga ma e ti ca bồn nhân nô anu mô đành tu chi răng rắc khăn tu ba ni nô
Akasattha cha bhummattha deva naga maitika punyang no anumodan tu chirang rakkang tu no sada idang watam no punyang asavakkaya vahang ho tu anagate kare sa thu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Huy Diệu Pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama nhằm sớm thoát khỏi khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Recording in progress. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thầya. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta học tiếp phần bộ đề nhị trong nhóm pháp thứ ba, đó là nhị đề lậu. Trước khi học thì chúng ta trước khi nghe giảng thì chúng ta đã đọc bài trước, đọc bài để chúng ta nhớ được mục đích các câu pháp ở trong bài. Đại sư đọc trước rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để ta tập đọc. Tu lậu asawa gochaka 14 asawa thamma các pháp lậu no asawa thamma các pháp phi lậu 15 sasawa thamma các pháp có cảnh lậu anasawa thamma các pháp phi cảnh lậu 16 asawa sampayutta thamma các pháp tương ưng lậu asawa vipayutta thamma các pháp bất tương ưng lậu 17 asawa chewa thamma sasawa chát các pháp lậu cảnh lậu sasawa chewa thamma no chát asawa các pháp cảnh lậu phi lậu 18 asawa chewa thamma asawa sampayutta cha các pháp lậu tương ưng lậu asawa sampayutta chewa thamma no cha asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 asawa vipayutta khopana thamma sasawa pi anasawa pi các pháp bất tương ưng lậu các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu tù truyền sang vô cha na gối chắc cá 20 sang vô cha na tham ma các pháp truyền sang vô nô sang vô cha na tham ma các pháp phi truyền sang vô cha ni ya tham ma các pháp cảnh truyền a sang vô chánh ý gia tham ma các pháp phi cảnh truyền sang vô chánh sampayutta tham ma các pháp tương ưng truyền sang vô chánh vipayutta tham ma các pháp bất tương ưng truyền 23 sang vô chánh chi quá tham ma sang vô chánh ý gia chát các pháp truyền cảnh truyền sang vô chánh ý gia chi quá tham ma no chát sang vô chánh các pháp cảnh truyền phi truyền hai mươi bốn sang vô chánh na chi quá tham ma sang vô chánh na sampayutta chát các pháp truyền tương ưng truyền sang vô chánh na sampayutta chi quá tham ma no chát sang vô chánh na các pháp tương ưng truyền phi truyền 25 sang vô chánh na vipayutta khopana tham ma sang vô chánh na yapi sang vô chánh na yapi các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền anh đọc hai phần ha.
Rồi bây giờ ai đọc được trước mình giơ tay lên để mình tập đọc. Và cô Phúc Thị Trung mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, thân mô. Nghe tiếng cô Bảo. Dạ, con kính lãnh lễ Tam Bảo. Dạ, con kính lãnh lễ sư. Xin chào các lớp, con xin đọc bài. Ba tổ lậu Asawaka Gochaka. 14 Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. 15 Asawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Asa Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16 Asawa Sambayutta Thamma. Con xin đọc lại. 16 Asawa Sambayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17 Asawa Chewa Thamma Sawa Thachat các pháp lậu cảnh lậu. Asawa Chewa Thamma Nô chá a sa hoa các pháp cảnh lậu phi lậu. Dạ con nhờ sư đẩy lên mình con ạ. Dạ mạch sư đẩy lên mình con ạ. 18 a sa hoa chê quá tham ma a sa hoa sam ba yút ta chá các pháp lậu tương ưng lậu. A sa hoa sam ba yút ta chê quá tham ma nô chá Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19 Asawa Vipayutta Khopana Thamma Sa Sasawa Pi Anasawa Pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 4 Tụ truyền. Sanyojana Gocchaka 20 Sanyojana Thamma các pháp truyền. No Sanyojana Thamma các pháp phi truyền. 21 Sanyojaniya Thamma các pháp cảnh truyền. Asanyojaniya Thamma các pháp phi cảnh truyền. 22 Sanyojana Sambayutta Thamma các pháp tương ưng truyền. Sanyojana Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng truyền. 23 Sanyojana Chewa Thamma Sanyojaniya cha các pháp truyền cảnh truyền. Sanyojaniya Chewa Thamma no cha Sanyojana các pháp cảnh truyền phi truyền. Dạ nhà sư, con bạch sư lễ lên con. 24 Sanyojana Chewa Thamma Sanyojana Sambayutta cha các pháp truyền tương ưng truyền. Sanyojana Sambayutta Chewa Thamma no cha Sanyojana các pháp tương ưng truyền phi truyền. 25 Sanyojana Vipayutta Khopana Thamma Sanyojaniya pi Asanyojaniya pi các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền, các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền. Dạ bạch sư, con đọc bài xong rồi. Dạ xin mời Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ con xin kính lễ sư ạ. Kính chào cả lớp. Dạ thưa sư, con đọc bài ạ. Tụ lậu Asawa Gocchaka 14 Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. 15 Asawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16 Asawa Sambhavita Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipavita Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17 Asawa Chewa Thamma Sa sa hoa thật chá các pháp lậu cảnh lậu. Sa sa hoa chê quá thăm ma nô chá. A sa hoa các pháp cảnh lậu phi lậu.
Dạ, bạch sư đầy màn hình giúp con. 18. Asava che qua tham ma, asava sampa chá, các pháp lậu tương lậu. Asava sampa rupta che qua tham ma no chá, asava, các pháp tương lậu, phi lậu. 19. Asava rupta rupta khô bana tham ma, asava pi, anasava pi, các pháp bất tương ưng lậu, cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu, phi cảnh lậu. Bốn la mã tụ truyền sang rô chân na gốc cha cá. 20. Sang rô chân na tham ma các pháp truyền nô sang rô chân na tham ma các pháp phi truyền. 21. Sang rô chân ni ra tham ma các pháp cảnh truyền sang rô chân ni ra tham ma các pháp phi cảnh truyền. 22. Sang rô chân na sam ta thức ta tham ma các pháp tương ưng truyền. Sang rô chân na vi ta thức ta tham ma các pháp bất tương ưng truyền. 23. Sang rô chân na che quá tham ma. Sang rô chân ni ra chá các pháp truyền cảnh truyền. Sang rô chân ni ra che quá tham ma no chá. Sang rô chân na các pháp truyền, các pháp cảnh truyền phi truyền. 24. Sang rô chá na chê quá tham ma. Sang rô chá na sam ta giúp ta chá các pháp truyền tương ưng truyền. Sang rô chá na sam ta giúp ta chê quá tham ma nô chá. Sang rô chá na các pháp tương ưng truyền phi truyền. 25. Sang rô chá na giúp ta giúp ta khổ ba na tham ma. Sang rô chá ni ra pí. Asangro chani ra pi các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền, các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền. Dạ, bạch sư con đã đọc xong. Dạ, xin mời Diệu Thủy ạ. Dạ, con đọc từ đây ạ sư. Xin sư chuyển bài giúp con ạ. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Ba tụ lậu asawa gốc trái cá. 14. Asawa tham ma các pháp lậu nô asawa tham ma các pháp phi lậu. 15. Asawa tham ma các pháp có cảnh lậu anasawa tham ma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa sampajutta tham ma các pháp tương ưng lậu asawa vipajutta tham ma các pháp bất tương lậu. 17. A sa qua chê quá tham ma sa sa qua chá các pháp lậu cảnh lậu sa sa qua chê quá tham ma nô chá a sa qua các pháp cảnh lậu phi lậu. Xin sư đẩy bài giúp con ạ. 18. A sa qua chê quá tham ma a sa qua sampa rút a sa qua sampa rút ta chá các pháp lậu tương lậu a sa quá sam pá rút ta chê quá tham ma nô chá a sa quá các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. A sa quá ví pá rút ta khô pá ná tham ma sa sa quá pí an a sa quá pí các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 4. Tụ triền sang rô chá ná gốc chá cá. 20. Sang rô chá na tham ma các pháp triền nô sang rô chá na tham ma các pháp phi triền. 21. Sang rô chá ni ra tham ma các pháp cảnh triền a sang rô chá ni ra tham ma các pháp phi cảnh triền. 22. Sang rô chá na sam pá rút ta tham ma các pháp tương ưng triền sang rô chá na vi pá rút ta tham ma các pháp bất tương ưng triền. 23. Sang rô chá na chê quá tham ma sang rô chá ni ya chá các pháp triền cảnh triền sang rô chá ni ya chê quá tham ma nô chá sang rô chá na các pháp cảnh triền phi triền. 24. Sang rô
chana chê quá tham ma sang dô chana sam pa rút ta. Chá các pháp triền, tương ưng triền, sang dô chana sam pa rút ta chê quá tham ma nô chá sang dô chana các pháp tương ưng triển phi triển hay nhầm sằng dồ cha na vipajuta khổ pana thamma sằng dồ cha ni già pí a sằng dồ cha ni già pí các pháp bất tương ưng triển cảnh triển các pháp bất tương ưng triển phi cảnh triển. Dạ con đọc xong rồi, con cảm ơn sư ạ. Dạ xin mời Tô Quốc ạ. Dạ sư, con xin lọc hai người. Nhà thưa sư, con xin đọc ba tụ lậu asawa gochaka asawa thamma các pháp lậu no asawa thamma các pháp phi lậu sa sawa thamma các pháp có cảnh lậu anasawa thamma các pháp phi cảnh lậu. 16 asawa sambayutta thamma các pháp tương ưng lậu asawa quý ba yút tà tham mà các pháp bất tương ưng lậu. 17 a sa hòa chê quá tham mà sa sa hòa chát các pháp lậu cảnh lậu sa 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 hòa chê quá tham mà nô chát a sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu. Nhà sư, con xin sư lướt qua nhìn con ạ. Mười tám à sao hòa chề quá thầm mà à sao quá sầm ba yút ta chá các pháp lậu tương ưng lậu à sao hòa sầm ba yút ta chề quá thầm mà lô chá à sao hòa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19 à sao hòa quý ba yút ta khô ba nà thầm mà sa sao hòa quý ba yút ta nà sao hòa bí các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Bốn chủ thiền sằng dồ chát na gót chát cá sằng dồ chát na tham ma các pháp thiền nô sanh vô cha na tham ma các pháp phi triền sanh vô cha ni già tham ma các pháp cảnh triền a sanh vô cha ni già tham ma các pháp phi cảnh triền sanh vô cha na sam bayutta tham ma các pháp tương ưng triền sanh vô cha na vi bayutta tham ma các pháp bất tương ưng triền sanh vô cha na che quá tham ma sam vô cha sành vô cha ni già cha các pháp triền cảnh triền sành vô cha ni già chê quá thầm mà lô cha sành vô cha là các pháp cảnh triền phi triền. Hai mươi bốn sành vô chá na chê quá thầm mà sành vô chá na sầm ba yút ta chá các pháp triền tương ưng triền sành vô chá na sầm ba yút ta chê quá thầm mà nô chá sành vô chá na các pháp tương ưng triền phi triền. 25 sành vô chá na vi ba yút ta khổ ba na thầm mà sành vô chá na sành vô chá ni già bi a sành vô chá ni già bi các pháp bất tương ưng triền cảnh triền các pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền. Thưa sư, con xin hết. Để đọc xăng ha, cái này đọc xăng xăng vô ha, xăng vô không phải xanh mà là xăng này ăn ha. Rồi dạ yeah. Dạ xin kéo xin kéo cho nhất dùm con à, chưa kéo cho mình kéo rồi. Tụ lậu a sa quá gốc chán á. 14 a sa quá thầm mà các pháp lậu nô a sa quá thầm mà các pháp phi lậu. 15 a sa quá thầm mà các pháp có cảnh lậu a sa quá thầm mà các pháp phi cảnh lậu.
16. Asawa sambayutta thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa vipayutta thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa chewa thamma sawa sa sawa cha các pháp lậu cảnh lậu. Sawa sa sawa chewa thamma no cha asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. Mười tám asawa chewa thamma asawa sambayutta cha các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa sambayutta chewa thamma no cha asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. Asawa phi bayutta khô bana thamma sawa wa phi ana. 19. Asawa phi bayutta khô bana thamma sa sawa bi ana sawa bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu. Các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Tụ triền sang vô chana gốc cha cá. 20. Sang vô chana thamma các pháp truyền. No sang vô chana thamma các pháp phi truyền. 21. Sang vô chani ya thamma các pháp cảnh truyền. Sang vô chani ya thamma các pháp phi cảnh truyền. 22. Sang vô chana sambayutta thamma các pháp tương ưng truyền. Sang vô chana vipayutta thamma các pháp bất tương ưng truyền. 23. Sang vô chana chewa thamma sang vô chani ya cha các pháp truyền cảnh truyền. Sang vô ni ya che va tam ma no cha sang vô cha na cha na các pháp cảnh truyền phi truyền. Dạ thưa sư. Hai mươi bốn sang vô cha na che va tam ma sang vô cha na sam ba yut ta cha các pháp truyền tương ưng truyền. Sang vô chana sambayutta cheva thamma no cha sang vô chana các pháp tương ưng truyền phi truyền. 25. Sang vô chana vipayutta khô chana thamma sang vô chani ba bi a sang vô chani ya bi các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền. Các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời chị Kim Cúc ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bài ạ. Số 3 tụ lậu a sa quá gốc cha cá. Số 4 a sa quá tham ma các pháp lậu. No asawa thamma các pháp phi lậu. 5. Sa asawa thamma các pháp có cảnh lậu. Ana asawa thamma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa sambayutta thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa vipayutta thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa chewa thamma sa asawa cha các pháp lậu cảnh lậu. Sa sa qua che quá tham ma no chá a sa qua các pháp cảnh lậu phi lậu. 18. A sa qua che quá tham ma a sa qua sambayutta chá các pháp lậu tương ưng lậu. A sa qua sambayutta che quá tham ma no chá a sa qua các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. A sa qua vipayutta khô Bana thamma sa sawa bi ana sawa bi
các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Tụ triền sanh vô cha ná gốc cha cá 20 sanh vô cha na tham ma sanh 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 thứ sư sanh vô cha na tham ma con đọc sanh dạ sanh chứ mãi sanh con đọc sanh sanh vô cha na tham ma các pháp triền nô sanh vô cha na tham ma các pháp phi triền 21 sanh vô cha ni cha ni gia tham ma các pháp cảnh triền á sanh vô cha ni gia tham ma các pháp phi cảnh triền 22 sanh vô cha na sambayutta tham ma các pháp tương ưng triền sanh vô cha na vipayutta tham ma các pháp bất tương ưng triền 23 sanh vô cha na che quá tham ma sanh vô cha ni gia cha các pháp triền cảnh triền sanh vô cha ni gia che quá tham ma nô cha sanh vô cha na các pháp cảnh triền phi triền 24 sanh vô cha na che quá tham ma sanh vô cha na sambayutta cha các pháp triền tương ưng triền sanh vô cha na sambayutta che quá tham ma nô cha sanh vô cha na các pháp tương ưng triền phi triền 25 sanh vô cha na vipayutta khô ba na tham ma sanh vô cha ni gia pí a sanh vô cha ni gia pí các pháp bất tương ưng triền cảnh triền các pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền và bạch sư đã đọc xong. Xin mời chị Diệu Thiện ạ. Dạ, con kính xin kinh ảnh lễ sư, con xin được đọc. Số 3 La Mã Tụ Lậu. A Sa Va Gốc Chá Cá 14. A Sa Va Thẩm Ma Các Pháp Lậu. Nô A Sa Va Thẩm Ma Các Pháp Phi Lậu 15. Sa Sa Va Thẩm Ma Các Pháp Có Cảnh Lậu. A Na Sa Va Thẩm Ma Các Pháp Phi Cảnh Lậu 16. A sa wa sam ba yut ta tham ma các pháp tương ưng lậu. A sa wa vip ba yut ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu. 17. A sa wa che wa tham ma sa sa wa cha các pháp lậu cảnh lậu. Sa sa wa che wa tham ma no cha a sa wa các pháp cảnh lậu phi lậu. 18. A sa wa che wa tham ma A sa wa sam ba yut ta cha các pháp lậu tương ưng lậu. A sa wa sam ba yut ta che wa tham ma no cha a sa wa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. A sa wa vip ba yut ta kho ba na tham ma sa sa wa bi ana sa wa bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Số 4 La Mã Tụ Triền. Sằng vô cha na gốt cha cá 20. Sằng vô cha na thẩm ma các pháp triền. Nô sằng vô cha na thẩm ma các pháp phi triền 21. Sằng vô cha ni gia thẩm ma các pháp cảnh triền. Á sằng vô cha ni gia thẩm ma các pháp phi cảnh triền 22. Sằng vô cha na sam ba yut ta tham ma các pháp tương ưng triền. Sằng vô cha na vip ba yut ta tham ma các pháp bất tương ưng triền. 23. Sằng vô cha na che quá tham ma. Sằng vô cha ni gia cha các pháp triền cảnh triền. Sằng vô cha ni gia che quá tham ma no cha sằng vô cha na các pháp cảnh triền phi triền. 24. Sằng vô cha na che quá tham ma sằng vô cha na sam ba yut ta cha các pháp triền tương ưng triền sằng vô cha na sam ba yut ta che quá tham ma nô cha sằng vô cha na các pháp tương ưng triền phi triền 25 sằng vô cha na vip ba yut ta kho ba na tham ma sằng vô cha ni gia bi a sằng vô cha ni gia bi các pháp bất tương ưng triền cảnh triền các pháp
bất tương ưng truyền, phi cảnh truyền. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ, xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. Ba La Mã tụ lậu, A Sa Hoa gót chá cá. Số 14. A Sa Hoa tham ma các pháp lậu. No A Sa Hoa tham ma các pháp phi lậu. Số 15. Sa Sa Hoa tham ma các pháp có cảnh lậu. An A Sa Hoa tham ma các pháp phi cảnh lậu. Số 16. A Sa Hoa Sam Ba Yu Ta tham ma các pháp tương ương lậu. A Sa Hoa Vi Ba Yu Ta tham ma các pháp bất tương ương lậu. Số 17. A Sa Hoa Chê Quá Tham Ma Sa Sa Hoa Chá các pháp lậu cảnh lậu. Sa Sa Hoa Chê Quá Tham Ma No Chá A Sa Hoa các pháp cảnh lậu phi lậu. Số 18. A Sa Hoa Chê Quá Tham Ma A Sa Hoa Sam Ba Yu Ta Chá các pháp lậu tương ương lậu. A Sa Hoa Sam Ba Yu Ta Chê Quá Tham Ma No Chá A Sa Hoa các pháp tương ương lậu phi lậu. Số 19. A Sa Hoa Vi Pa Yu Ta Kho Pa Na Tham Ma Sa Sa Hoa Pi An A Sa Hoa Pi các pháp bất tương ương lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ương lậu phi cảnh lậu. 45. Mã tụ triệt Sang Yo Cha Na Go Cha Ca. Số 20. Sang Yo Cha Na Tham Ma các pháp truyền. No Sang Yo Cha Na Tham Ma các pháp phi truyền. Số 21. Sang Yo Cha Ni Ya Tham Ma các pháp cảnh truyền. Hết Sang Yo Cha Ni Ya Tham Ma các pháp phi cảnh truyền. Số 22. Sang Yo Cha Na Sampayutta Tham Ma các pháp tương ưng truyền. Sang Yo Cha Na Vipayutta Tham Ma các pháp bất tương ưng truyền. Số 23. Sang Yo Cha Na Che Wa Tham Ma Sang Yo Cha Ni Ya Cha các pháp truyền cảnh truyền. Sang Yo Cha Ni Ya Che Wa Tham Ma No Cha Sang Yo Cha Na các pháp cảnh truyền phi truyền. Số 24. Sang Yo Cha Na Che Wa Tham Ma Sang Yo Cha Na Sampayutta Cha các pháp truyền tương ưng truyền. Sang Yo Cha Na Sampayutta Che Wa Tham Ma No Cha Sang Yo Cha Na các pháp tương ưng truyền phi truyền. Số 25. Sang Yo Cha Na Vipayutta Kho Pa Na Tham Ma Sang Yo Cha Ni Ya Pi A Sang Yo Cha Cha Ni Ya Pi các pháp bất tương ưng truyền cảnh truyền, các pháp bất tương ưng truyền phi cảnh truyền. Dạ, thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ, thưa sư, con xin được đọc ạ. Ba La Mã tụ lậu à Sa Hoa gốc chắc cá. 14. À Sa Hoa thầm mạ các pháp lậu. Nồ à Sa Hoa thầm mạ các pháp phi lậu. 15. Xà Sa Hoa thầm mạ các pháp có cảnh lậu. An à Sa Hoa thầm mạ các pháp phi cảnh lậu. 16. À Sa Hoa sầm ba dư tà thầm mạ các pháp tương ưng lậu. À Sa Hoa quy ba dư tà thầm mạ các pháp bất tương ưng lậu. 17. À Sa Hoa chề quá thầm mà xà Sa Hoa chắc các pháp lậu cảnh lậu. Xà Sa Hoa chề quá thầm mà nổ chắc à Sa Hoa các pháp cảnh lậu phi lậu. Dạ con thưa sư. 18. À Sa Hoa chề quá thầm mà à Sa Hoa sầm ba yút tà chắc các pháp lậu tương ưng lậu. À Sa Hoa sầm ba yút tà chề quá thầm mà nổ chắc à Sa Hoa các pháp tương ưng lậu phi lậu. Số 19. À Sa Hoa quyết ba yút tà khổ ba na thầm mà xà Sa Hoa pi an à Sa Hoa pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 4 La Mã tụ truyền chẳng dồ chắc nó gốc chắc cá. 20. Sằng dồ cha nà thầm mà các pháp truyền. Nồ sằng dồ cha nà thầm mà các pháp phi truyền. 21. Sằng dồ cha ni già thầm mà các pháp cảnh truyền. A sằng dồ cha ni già thầm mà các pháp phi cảnh truyền. 22. Sằng dồ cha nó sầm ba yút tà thầm mà các pháp tương ưng truyền. Sằng dồ cha nó quyết ba yút tà thầm mà các pháp bất tương ưng truyền. 23. Sằng dồ cha na chề quá thầm mà sằng dồ cha ni già chắc các pháp truyền cảnh truyền.
sằng dồ cha ni già chề quá thầm mà nồ chất sằng dồ cha nà các pháp cảnh triền phi triền. 24. Sằng dồ cha na chề quá thầm mà sằng dồ cha na sầm bá yút tà chất các pháp triền tương ưng triền. Sằng dồ cha na sầm bá yút tà chề quá thầm mà nồ chất sằng dồ cha nà các pháp tương ưng triền phi triền. 25. Sằng dồ cha na quyết bá yút tà khổ bá na thầm mà sằng dồ cha ni già biết á sằng dồ cha ni già biết các pháp bất tương ưng triền cảnh triền, các pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con thưa sư, hết học viên muốn đọc rồi ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. À, xin cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta học, giờ chúng ta nghe giảng ha. Giờ hôm trước là mình học tới 15 rồi, phải không? Dạ, 15 ạ. Mười lăm tức là nhị đề cảnh lậu. Hôm nay bắt đầu học 16, đó là nhị đề tương ưng lậu. Nhị đề tương ưng lậu. Asava samyutta dukkha, nhị đề tương ưng lậu. Như đề tư ưng lậu này thì mình có hai câu pháp, đó là câu pháp số 31 và 32. 31 là asava samyutta dhamma, các pháp tư ưng lậu. 32 đó là asava vipayutta dhamma, các pháp bất tư ưng lậu. Thì ở đây trong bộ pháp tụ ở mục 715 715 có giải thích ngắn gọn như thế này: thế nào là các pháp tương ưng lậu, những pháp nào tương ưng pháp lậu ấy, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đây là các pháp tương ưng lậu. Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu, những pháp nào không tương ưng với các pháp lậu ấy, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cùng tất cả sắc và vô vi giới, đây gọi là các pháp bất tương ưng lậu. Thì đó là cách giải thích thường ở trong bộ pháp tụ này. Cách giải thích là thường là dựa trên năm uẩn, dựa trên năm uẩn, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp, phân tích theo năm uẩn. Thì trước tiên chúng ta cũng nói một tí cái chữ tương ưng, samyutta. Chữ tương ưng tức là có thể hòa hợp, sanh cùng sanh hòa hợp được với nhau. Giống như cái thí dụ mà người ta hay thí dụ cho mình, giống như là nước với sữa pha vào nó có thể pha loãng vào với nhau được. Thí dụ vậy. Thì đó là các pháp mà tương ứng với nhau, tương ứng với nhau. Thì hôm trước mình học đó, mình có ba pháp lậu, ba pháp lậu đó là tâm sở tham, tâm sở tà kiến và tâm sở si, là ba pháp lậu. Thì cái pháp nào mà nó cùng sanh và nó tương ưng được với ba pháp này thì người ta gọi đó là các pháp tương ưng lậu. Các pháp tương ưng lậu.
Thì ở đây trong ba pháp lậu lúc nãy đó thì chúng ta thấy là nó có gì? Tâm sở tham. À, tâm sở tham. Thì khi mà nói tâm sở tham á, thì chúng ta sẽ thấy là tâm sở tham á, nó sẽ, nếu mà nó có mặt thì nó có mặt ở đâu? Tâm sở tham có mặt ở đâu? Trong tâm bất thiện. Tâm tham. Nói sao tâm bất thiện sao được? Tâm tham ạ. Anh nói là trong tâm tham. Dạ. À, tâm bất thiện nó đâu có trong mặt tâm sân tâm si được. Trong tâm tham. Mặt trong tám tâm tham. À, trong tám tâm tham. Như vậy thì tâm bản thân của tâm sở tham khi nó đóng vai trò là pháp lậu á, là nó có mặt ở trong tám tâm tham. Như vậy tám tâm tham đó là nó tương ứng lậu. À, rồi tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến khi nó có mặt thì có mặt ở đâu? Trong bốn tâm tham hợp tà. Bốn tâm tham hợp tà. Nó cũng trong tâm tham, nhưng mà trong trường hợp này nó là bốn tâm tham hợp tà. À, rồi tâm sở si. Tâm sở si thì có mặt ở đâu? Trong 12 tâm bất tâm. Tâm sở si thì có mặt trong 12 tâm bất thiện. Thì tâm sở si nó thuộc về tâm sở bất thiện biến hành. À, như vậy thì trong 12 tâm bất thiện, khi mình tìm ra các pháp lậu rồi á, thì chúng ta mới thấy là các pháp lậu này nó có mặt ở đâu rồi á, thì chúng ta mới biết là pháp nào nó tương ứng với các pháp lậu này được. Thì qua cái phần tìm hiểu này, các pháp lậu nó sanh khởi ở đâu, à, thì tâm sở tham nó có mặt trong 8 tâm tham, tâm sở tà kiến nó có mặt trong 4 tâm tham hợp tà, tâm sở si thì có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện. Như vậy thì 12 tâm bất thiện á, nó tương ứng với lậu. À, tương ứng với lậu. Ngoài ra còn cái gì nữa? Mày có ra còn gì nữa tương ứng với lậu? Còn tâm sở phối hợp với cái tâm. Đúng rồi, còn tâm sở phối hợp. À, còn tâm sở phối hợp. À, 13 tâm sở tà tha. Rồi 14 tâm sở bất thiện. Ở đây sẽ chỉ mình kể 14 tâm sở bất thiện đó là vì ba pháp lậu á. Ba pháp lậu á nó vừa đóng vai trò là pháp lậu nhưng mà nó cũng vừa tương ưng. À, vừa tương ưng với các pháp lậu còn lại. Dạ. Ví dụ như là tâm sở tham khi nó đóng vai trò là pháp lậu thì nó sẽ tương ứng với pháp lậu khác. À, với tương ứng với pháp lậu khác đó là tâm sở tà kiến, tâm sở si. Hay là tâm sở tà kiến khi mà nó đóng vai trò là pháp lậu thì nó tương ứng với pháp lậu khác, đó là tâm sở tham và tâm sở si. Tương tự với tâm sở si, nó đóng vai trò là pháp lậu có mặt ở trong tâm tham thì nó sẽ tương ứng với pháp lậu, đó là tâm sở tham và tâm sở tà kiến. À, đó là lý do tại sao mà mình kể cả 14 tâm sở. À, 14 tâm sở, tại các tâm ba tâm sở đó nó vừa đóng vai trò đó là pháp lậu mà nó cũng tương ứng được với lậu. Như vậy thì các pháp tương ứng lậu có chi pháp là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở hợp, 12 tâm sở trừ si trong tâm sân và tâm si. Tức là trừ tâm sở si trong tâm sân và tâm sở si trong tâm si. Vì trong tâm sở si trong tâm si nó không có tương ứng được với pháp lậu nào. Và tương tự tâm sở si nếu mà nó có mặt trong tâm sân á, nó cũng không tương ứng được với pháp lậu nào. À, cho nên mình loại bỏ nó ra. Còn tâm sở si á, nó có mặt ở trong tâm tham á, thì nó tương ứng được với hai pháp lậu. À, đó là tương ứng với tâm sở tham và tâm sở tà kiến. À, tâm sở tham với tâm sở tà kiến. Thì đó là cái câu pháp thứ nhất. À, câu pháp số 31. Câu pháp số 32 đó là các pháp bất tương ưng lậu.
các pháp bất tư lậu. Thì các pháp bất tư ưng lậu ở đây á, thì nó sẽ lấy lại cái chi pháp, đó là cái phần nào mà nó tương ứng với lậu lúc nãy thì bỏ nó đi, thì nó còn lại đó là bất tương ưng. À, bất tương ưng. Vậy thì còn lại là gì? Các pháp bất tương ưng lậu ở đây mình còn lại đó là 18 tâm vô nhanh. À, 18 tâm vô nhanh. Rồi 24 tâm dục giới tình hảo, 15 tâm sắc giới, 14 tâm vô sắc giới, 20 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế, 28 sắc pháp và niết bàn. À, nó bất tư ưng lậu. Tức là nó vừa không sanh cùng mà nó cũng vừa không có tương ưng. À, mà cái bài học ở mình ở trong trường hợp này đó, mình nói được cái phần tương ưng. À, tương ưng. Thưa sư, cho con hỏi thưa sư. Vậy có tính luôn à, tâm tâm si hợp trong hai tâm sân với tâm si hợp trong hai tâm si không thưa sư? Cái gì? Hồi nãy bỏ ra đó là tâm si hợp trong hai tâm sân á, si trong hai tâm sân. Là có tính ở bên đây không? À, nếu mà mình lấy chi tiết đúng rồi, nếu mình lấy chi tiết là lấy thêm phần đó nữa. Cái này nó là lấy, tức là nó lấy trong phần tâm sở si khi mà nó có mặt trong hai tâm sân và hai tâm si. À, lấy thêm cái đó nữa, lấy thêm cái đó nữa nó mới hết chi pháp. Còn lấy cái này làm thiếu cái chi pháp ở trong phần đó. Để xin copy nó xuống. Phần đó. Con thưa sư, hình như là cái trong cái tâm sân á thì si nó có hòa hợp với cái nhân sân mà về sông si. Nhưng mà nhân sân nó phải là pháp lậu. Không phải mà pháp lậu. Pháp lậu nó chỉ là tham tà kiến với si thôi à. Dạ. Ừ, nó phải là pháp lậu. Nhân sân nó phải là pháp lậu. À, thêm cái đó nữa à, em chụp cho nó bỏ luôn cái dấu ngoặc. Nó chỉ ở trong trường hợp tâm sân và tâm si thôi ha, trong tâm si thôi, còn ở trong trường hợp tâm tham thì tâm sở si nó vẫn tương ứng với pháp lậu. À, pháp lậu. Rồi phần tên gọi thì ở đây mình có hai câu pháp, đó là các pháp tương ưng lậu, các pháp bất tương ưng lậu. À, thì vì tên câu pháp đó là nhị đề tương ưng lậu cho nên lấy theo cái câu pháp thứ nhất, cho nên tên câu pháp tên nhị đề đó là chiết bàn. Vì chi pháp mà nãy làm lấy hết lấy hết cho nên ở đây nó là vô dư. À, nhị đề chiết bàn vô dư. Như đề chiếc bán vô dư. À, như đề tương ưng lậu là đầu đề chiếc bán vô dư. Thì đó làm phần nhị đề số 16. À, nhị đề số 16. Phần nhị đề số 16 này chủ yếu là mình nắm được các pháp nào mà nó sanh cùng. À, sanh cùng với pháp lậu. À, thì cái pháp đó nó tương ưng lậu. À, sanh cùng với pháp lậu thì nó tương ưng lậu. Để mình dễ mình tìm từng phần á, thì trước tiên đó mình liệt kê giống như sư liệt kê lúc nãy, tức là chúng ta liệt kê ra ba pháp lậu, đó là tâm sở tham, tâm sở tà kiến, tâm sở si. Rồi chúng ta xem coi tâm sở tham này nó sanh ở đâu, thì mình sẽ thấy là tâm sở tham á, nó sanh ở trong tám tâm tham. Tám tâm tham. Rồi chúng ta xem đó là tâm sở tà kiến nó sanh ở đâu, thì chúng ta sẽ thấy là tâm sở tà kiến nó có mặt thì ở trong bốn tâm tham hợp tà. Rồi trường hợp thứ ba đó là chúng ta thấy là tâm sở si
nó là tâm sở bất thiện biến hành. À, cho nên tâm sở si nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Yeah. Như vậy thì 12 tâm bất thiện á, nó là các pháp tương ưng lậu. À, 12 tâm bất thiện các pháp tương ưng lậu. Cái đó là mình xét về cái khía cạnh của tâm. Về cái khía cạnh của tâm sở. Tâm sở thì mình có 13 tâm sở tà tha thì nó có mặt đầy đủ trong 12 tâm bất thiện. Cho nên 13 tâm sở tà tha này nó cũng tương ưng lậu. À, ở trong trường hợp 14 tâm sở bất thiện thì trước tiên mình cứ loại bỏ, mình lấy 11 trước đi, thì nó còn lại là tham, tạc kiến và si. 11 chắc chắn rồi nó sẽ có. Rồi chúng ta mới xét thêm cái khía cạnh về tâm sở tham. Tâm sở tham khi nó có mặt trong tâm tham thì nó sẽ tương ưng được với tâm sở si. Và ở trong tâm tham hợp tà thì nó còn tương ưng với tâm sở tà kiến. Cho nên tâm sở tham này nó cũng tương ưng lậu. Rồi tương tự với tâm sở tà kiến thì nó cũng tương ưng được với tâm sở tham và tương ưng được với tâm sở si. Vì tâm sở tà kiến này nó cũng tương ưng lậu. Riêng tâm sở si á, nếu mà nó có mặt trong tâm tham, trong tám tâm tham á, thì nó mới có thể tương ưng được với tâm tham, tâm sở tham và tâm sở tà kiến. Như vậy thì nó cũng là tương ưng lậu. Yeah. Nhưng ở trường hợp nếu mà nó sanh ở trong tâm sở sanh và tâm sanh ở trong hai tâm sanh và hai tâm si á, thì vì trong hai tâm sanh và hai tâm si á, nó không có pháp lậu. Nó không có pháp lậu, cho nên lúc bây giờ tâm sở si đó nó trở thành là các pháp bất tương ưng lậu. Thì đó là cái cách mà mình phân tích từng phần từ chi tiết nhỏ. Rồi nếu cần thì nói thêm nữa, ví dụ như là trong tâm sở tham, nhưng mà nếu mà trong tâm sở tham ly tà, ví dụ là trong bốn tâm tham ly tà, thì tâm sở tham mà nó đóng vai trò là lậu á, nó thì chỉ tương ưng được với tâm sở si. Tâm sở si. Rồi mình lật ngược lại, tâm sở si khi mà nó có mặt trong bốn tâm tham ly tà thì nó cũng chỉ tương ưng được với là tâm sở tham. Dạ. Hoặc là ở trong tâm sở tà kiến. Ở trong tâm sở tà kiến khi nó có mặt trong tâm tham hợp tà thì nó sẽ tương ưng được với hai pháp lậu, đó là tâm sở tham và tâm sở si. Rồi tương tự tâm sở si mà nó có mặt ở trong tâm sở trong tham hợp tà thì nó cũng tương ưng được với hai pháp lậu, đó là tâm sở tham và tâm sở tà kiến. Lật lên lật xuống vậy để mình nắm cái năng, khi mình hiểu rõ thì mình nói được. Hiểu cái này hiểu cho nhớ nha, không nổi. Nhưng mà phải có kiến thức nhớ ha. Nhớ từ cơ bản, các tâm sở này nó thuộc nhóm nào, nó có mặt ở đâu. Dạ thưa sư, cho con hỏi hay sư. Sư nói là sân nó không thuộc về pháp lậu, như vậy sao mình không bỏ cái bốn sân phần hay sư, bên cái chi bên tâm sở si, tâm sở sân phần hay sư? Nãy con thấy là tại vì bốn sân phần nó tương ưng được với si, tương ưng được với pháp lậu. Tức là nó tương ưng được với pháp lậu. Tương tự hai tâm sân, tại sao mình lấy hai tâm sân? Tại vì tâm sân nó tương ưng được với pháp lậu là si. Rồi hai tâm si cũng vậy, nó tương ưng được với pháp lậu, đó là tâm sở si. Dạ, con hiểu rồi. Chúng ta để ý là cái phần tâm với tâm sở, 12 tâm bất thiện là nó tương ưng được với ba pháp lậu. Nhưng mà nếu mình phân tích chi tiết, ví dụ như là 8 tâm tham, tám tâm tham thì nó tương ưng được với ba pháp lậu, đó là tham, tà kiến và si. Nhưng mà trong tâm sân thì nó tương ưng được với mấy pháp lậu? Trong tâm sân nó tương ưng được với mấy pháp lậu?
trong tâm sanh tương ứng được bao nhiêu? Dạ, một thôi sư. À, nó chỉ có một pháp lậu thôi, đó là tâm sở si. Rồi tương tự ở trong hai tâm si. À, hai tâm si thì nó cũng chỉ tương ứng được với một một pháp lậu, đó là tâm sở si. À, thật ra là cái hỏi đó cũng hay. À, là để mình nói rõ thêm về cái phần tâm. À, tâm một cái là tâm tương ưng, à, còn một cái là tâm sở tương ưng. Tâm tương ưng với tâm sở, rồi tâm sở tương ưng với tâm, tâm sở tương ưng với tâm sở. À, nó có ba trường hợp vậy. Tâm tương ưng với tâm, à, tâm tương ưng với tâm sở, tâm sở tương ứng với tâm, rồi tâm sở tương ứng với tâm sở. Đương nhiên này, nó tâm sở nó không có sanh rời, nó không rời, tại tâm sở lúc nào nó cũng có mặt cùng với tâm. Nhưng mà tùy theo trường hợp, trường hợp này nó có mặt tâm sở này, trường hợp kia nó có mặt tâm sở kia. Rồi bây giờ nhị đề số 17. Một cái này, à, nếu mà các Phật tử mình đến khi mình hiểu rồi, mình chịu khó mình ngồi mình suy xét lại hay lắm. À, suy xét từng trường hợp, từng trạng thái, từng loại tâm. À, từng loại tâm nó sanh khởi. Còn cái này thì chúng ta phải nắm kỹ cái bài cơ bản. Còn không ngồi hồi đau đầu quá. À, phải nắm cái phần cơ bản được, cho nên các bài học lúc phần cơ bản lúc nào sư cũng nhắc các Phật tử đó là phải nắm cho được cái phần tâm phối hợp với tâm sở. À, để khi mình học những cái phần nâng cao này á, khi người ta nói, chỉ nói những cái này là sư nói là nói khá chi tiết. Dạ, nói vậy là nói khá chi tiết cho các Phật tử mình, chứ không là thường là người ta chỉ liệt kê chi pháp sư học với ngày giác chế không có. Tức là nói câu pháp đó xong rồi lên biết chi pháp, tự lên biết chi pháp là xong một nghi đề. Học tích tắc là xong một nghi đề. Dạ. Các bạn học viết sư học với ngày giác chế, tức là đưa ra câu pháp như thế này, rồi tự lên viết chi pháp ra, viết chi pháp xong, ví dụ còn sai, thiếu đủ gì đó, rồi ngày giải thích thêm bên dưới đó là xong. Chứ không có nói gì, không nói vòng vòng những sư nói, tại cái phần đó là phần cơ bản nó đã có hết rồi. Những cái phần cơ bản nó đã có hết rồi. Mà các tử mình thì nhiều khi mình không có thời gian, với lại những khi mình học cũng không có học được liên tục, những khi học buổi nghỉ buổi, cho nên nó cái okay, mình cũng một phần mình bị mất kiến thức căn bản, một phần mình cũng không có nhớ được, rồi cũng quên lên quên xuống, cho nên ôn qua ôn lại cho các tử mình một tí. Yeah. Yeah, mình không được điều đặn thì chịu khó nghe qua nghe lại nhiều lần, nó mất thời gian nhiều tí. Rồi, nhị đề số 17, nhị đề cảnh lậu, xa xấu quá, xa xấu quá. Xa xấu quá, đu cá chứ. Xa xấu, này, dư chữ. Trình chi là nó nghiền cũng được. Xa xa quá đu cá.
Rồi, xa xa quá đúng cá. Nhị đề cảnh lậu. À, xa xa quá đúng cá, nhị đề cảnh lậu. Thì ở đây mình có hai câu pháp, đó là câu pháp số 33-34. 33 đó là Asawa Chiwa Thamma Sasawa Chak, các pháp cảnh lậu. Các pháp lậu cảnh lậu. 34 Sasawa Chiwa Thamma No Chak Asawa, các pháp cảnh lậu, phi lậu. Thì ở đây ở trong một số 716 716 trang 289 mình có cái cách giải thích ngắn gọn như thế này. À, còn ở trong chánh tạng mình giải thích theo uẩn hồi nãy đó, thì chúng ta cứ phân ra cái nào thuộc về thức uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thọ uẩn, thọ tưởng uẩn, thức uẩn, hành uẩn gì đó, thì mình cứ phân nó ra thôi. Cứ phân nó ra thôi. Thế nào là các pháp lậu và cảnh lậu? Chính những pháp lậu ấy là lậu và cảnh lậu. Thế nào là các pháp cảnh lậu mà phi lậu? Những pháp nào thành cảnh lậu của những pháp lậu ấy? Ngoài trừ các pháp lậu ấy, còn lại những pháp thiện, bất thiện, vô ký, thành cảnh lậu thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là sắc uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Đây là các pháp cảnh lậu mà phi lậu. Thì chúng ta qua câu pháp đầu tiên. Thì muốn biết là các pháp cảnh lậu á, trước tiên mình cũng phải nhớ lại cái pháp lậu ở đây là gì. Rồi pháp nào làm cảnh cho ba pháp này? Tại làm cảnh tức là gì? Làm cảnh tức là ba pháp này có khả năng biết được. Thì cái phần này á, nếu mà chúng ta nhanh, chúng ta liên tưởng đến phần lộ trình tâm á. Lộ trình tâm mà mình đã học rồi á, là chúng ta sẽ nắm bắt nhanh. Tại khi nói đến cảnh, nói ngắn gọn nó gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, hay là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Mình có sáu cảnh. Và trong sáu cảnh đó chúng ta thấy là, ví dụ như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì năm cảnh đó nó chỉ xuất hiện ở lộ ngũ môn. Xuất hiện ở lộ ngũ môn. Mà ở lộ ngũ môn á, khi mà có các cảnh đó thì nó có mặt tâm gì? Có mặt tâm tham. Có mặt tâm tham. Rồi tâm tham bình thường, rồi tâm tham hợp tà. Mà khi mà có tâm tham thì sao? Trong tâm tham thì nó luôn luôn đó là có sở hữu si, tức là luôn luôn có si. Như vậy thì hoặc là ví dụ ở trong trường hợp mình nói là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà hài lòng, thì lúc giờ tâm tham nó sanh khởi. Thưa sư cho con hỏi, vậy tâm tham sanh khởi vậy là lúc đó là tâm sở tham ngã mạn không thưa sư? Nó tùy theo trường hợp, nó cũng có thể. Dạ. Mà trong trường hợp này nó mình đâu nói người ta ngã mạn làm gì? Tại ở đây là mình đang nói về cái các pháp lậu, ngã mạn nó không thuộc về pháp lậu cho nên mình không có kể ở đây. Mình không có kể ở đây, mình chỉ kể các pháp mà nó liên quan đến pháp lậu thôi. Tại bài học nào nói theo bài học đó, mình không nói lung tung được. Thì chúng ta tức là năm cảnh đó nó xuất hiện ở trong lộ ngũ môn. Thì nếu mà cảnh đẹp, hài lòng,
hợp ý với mình thì lúc giờ tâm tham nó sanh khởi. Dạ, tâm tham nó sanh khởi. Và trong tâm tham đó thì nó có, chắc chắn là nó có tâm sở tham. Nhưng mà hợp tà thì nó có thêm tâm sở tà kiến. Tâm sở si thì nó lúc nào nó cũng có trong tâm bất thiện. Dạ. Như vậy thì tám tâm tham đó nó trở thành cảnh lậu của các pháp lậu này. Pháp lậu này. Rồi trong tâm sanh, nếu mà cảnh không hài lòng thì tâm sanh sanh khởi. Còn cảnh không hài lòng thì tâm sanh nó cũng sanh khởi. Thì tâm sanh sanh khởi trong trường hợp này thì nó có tham và tà kiến rồi. Nhưng mà si thì nó có. Tâm sở si thì nó có. Như vậy hai tâm sanh đó nó cũng trở thành là cảnh lậu của tâm si. Nó thành cảnh lậu của tâm si. Rồi tương tự với hai tâm si. Hai tâm si khi mà sanh khởi nó cũng có là tâm si. Nó cũng có tâm si. Cho nên hai tâm si đó nó trở thành là cảnh lậu. Trở thành cảnh lậu. Thì đó là mình nói ở trong cái lộ trình tâm mà lộ trình tâm ngũ môn. Lộ trình tâm ngũ môn. Dạ. Điểm sang ở trong lộ trình tâm ý môn. Thì khi mình nói lộ trình tâm ý môn thì nó chỉ có cảnh pháp. Nó có thể từ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Sau lộ ngũ môn nó chuyển sang qua lộ ý môn. Nó được tiếp nối bằng lộ ý môn. Lộ ý môn. Thì chúng ta thấy là ví dụ mình làm thiện. Làm thiện trong cái bố thí hay là trong cái trì giới hay vậy, hoặc thậm chí là trong tu tập thiền. Nếu mà mình không khéo tác ý trong lúc mình làm thiện mình bị tham chi phối, tham tà kiến chi phối, bị si chi phối, thấy là cho rằng là gì, là ta làm cái hành động này là của ta, thế giờ vậy thì ở trong trường hợp đó cho mình thấy là sao, cái tham hay là tà kiến á, cũng có khả năng đó là nó biết được cái thiện, biết được cái thiện. Và ngay cả người tu tập thiền thì vẫn bị gì? Vẫn bị tham tạc kiến chi phối. Ví dụ như là tham tạc kiến cho rằng thế giới của thiền tập, cái các cõi thiền như là thường hằng, chúng sanh ở cõi đó là thường hằng, giống như là giải thoát. Thì ở trong trường hợp đó cho mình thấy là cái tham tà kiến các pháp lậu này á, nó biết, nó cũng có khả năng đó là nó biết được cái các tâm thiệt. Nó chỉ ngoài trừ ở trường hợp đó là mà hãy nó biết được tâm nào á, thì tâm đó nó trở thành cảnh lậu. Nó trở thành cảnh lậu. Nó có thể biết qua hai trường hợp. Một đó là biết thông qua lộ ngũ môn. Hai đó là biết thông qua lộ ý môn, cảnh pháp. Là nhớ lại. Ví dụ như làm thiền xong rồi nhớ lại. Tâm tham sanh khởi, tâm tham tạc kiến sanh khởi, tâm si sanh khởi chẳng hạn. Thì biết bằng cách, bằng cảnh pháp, bằng cái cách đó. Nó chỉ ngoài trừ ở trong trường hợp đó là
là tâm tâm siêu thế. Tâm siêu thế thì ba cái pháp lậu này nó không biết được. Niết bàn ba pháp lậu này không biết được. Thì nó mới phi cảnh lậu. Còn các pháp còn lại thì tham, tà kiến và si nó đều có thể biết được. Cho nên các pháp đó nó ra thành cảnh lậu. Ra thành cảnh lậu. Chết, nãy giờ nói lậu. Cái này các pháp lậu mà cảnh lậu. Nãy giờ là nói là pháp lậu mà nó là phi cảnh lậu. Nãy giờ nói là các pháp lậu mà phi cảnh lậu. Cái này nó vừa pháp lậu mà cảnh lậu. Tức là nó vừa gì? Nó vừa là pháp lậu nhưng mà nó vừa làm cảnh cho pháp lậu khác. Dạ. Nó vừa làm cảnh cho pháp lậu khác. Nãy mình nói lậu cái pháp lậu mà phi cảnh lậu. Thí dụ như là tâm sở tham, nó là pháp lậu nhưng mà nó cũng vừa cảnh lậu. Nếu mà tâm sở tà kiến nó biết được tâm tham đó, tâm sở tham đó, hoặc là tâm sở tà kiến nó vừa là pháp lậu, nó vừa là cảnh lậu khi mà tâm sở tham biết được tâm sở tà kiến, hay là tâm sở tham với tâm sở sở tà kiến nó vừa pháp lậu vừa là cảnh lậu nếu mà tâm si, tâm sở si biết được hai tâm sở đó. Trường hợp nó vừa là pháp lậu, vừa đóng vai trò là pháp lậu mà nó vừa đóng vai trò là cảnh lậu, người ta gọi đó là các pháp lậu cảnh lậu. Pháp lậu cảnh lậu. Còn nãy mình nói đó là các pháp phi cảnh lậu. Các pháp phi cảnh lậu. Pháp cảnh lậu. Các pháp cảnh lậu phi lậu, các pháp cảnh lậu phi lậu. Đây cái phần nói nãy thì nó là cảnh lậu nhưng mà nó phi lậu, tức là nó chỉ là làm cảnh cho các tâm kia sanh khởi, cho các tâm sở kia sanh khởi, cho các tâm sở kia sanh khởi, nhưng mà bản thân nó không phải là các pháp lậu, bản thân nó không phải là các pháp lậu. Thì giống như nói lúc nãy, ví dụ như là tâm tham thì nó làm cảnh cho tâm sở tham, tâm sở tà kiến sanh khởi. Nhưng mà tám tâm tham á, nó không phải là pháp lậu. Nó không phải là pháp lậu mà nó chỉ là cảnh. Chỉ là cảnh. Thì tương tự đối với các tâm còn lại. Các tâm còn lại. Ngoại trừ các pháp cảnh lậu, phi lậu. Ngoại trừ tâm, cái đó là về pháp hiệp thế. Thuộc về hiệp thế thì nó mới lấy trường hợp đó được. Còn ở pháp siêu thế, nó vừa là không phải là cảnh lậu mà nó phi lậu luôn. Các pháp hiệp thế, một số pháp thì nó vừa là pháp lậu vừa là cảnh lậu. Một số pháp đó là nó là cảnh lậu nhưng mà nó phi lậu. Cảnh lậu mà nó phi lậu. Như vậy ở trong trường hợp cái câu thứ hai này á,
Câu thứ hai này á, mình sẽ liệt kê các pháp, đó là nó không phải lậu, không phải lậu tức là phi lậu. Bây giờ mình trước tiên liệt kê các pháp phi lậu trước. Ví dụ như là các pháp phi lậu đó là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tình hảo, 15 tâm sắc giới, 25 tâm 12 tâm vô sắc giới. Rồi bốn mươi chín tâm sở trừ ba tâm sở nó thuộc về lậu, 28 sắc pháp. Nếu mà chúng ta chỉ liệt kê các pháp phi lậu không á, thì chúng ta có thể liệt kê được thêm cả 40 tâm si thế và niết bàn, chỉ các pháp phi lậu nha. Nhưng mà vì ở trong trường hợp này, câu pháp này á, nó vừa là nó không phải là chỉ phi lậu không, mà nó còn là cảnh lậu. Cho nên khi mình nói là cảnh lậu thì lập tức mình phải bỏ ra đó là 40 tâm si thế và niết bàn. Và niết bàn thì nó chỉ còn lại đó là ở dục giới 54 tâm dục giới, 27 tâm não rại, 49 tâm sở trừ 3 tâm sở thuộc về pháp lậu, 28 sắc pháp. Như vậy ở trong câu pháp này á, quay cách tính chi pháp như vậy á, thì chúng ta thấy là về tên gọi thì mình có hai câu pháp, đó là tức là các pháp cảnh lậu, rồi các pháp cảnh lậu phi lậu. Thì ở đây tên của nhị đề đó là lấy cái câu pháp đầu tiên, cho nên đó là nhị đề chiết bản. Nhưng về cái cách tính chi pháp á, thì mình thấy là cái câu một lúc nãy á, nó chỉ có lấy đó là tâm sở tham, tâm sở tà kiến và tâm sở và tâm sở si, đó là nó vừa là pháp lậu và cảnh lậu, pháp lậu và cảnh lậu. Còn trường hợp thứ hai đó là các pháp lậu nhưng mà phi cảnh lậu, các pháp cảnh lậu nhưng mà phi lậu, thì mình lấy chi pháp đó là 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, rồi 20 các tâm sở, tâm sở phối hợp với nó, bỏ ra ba tâm sở mà thuộc về pháp lậu, thì mình còn lại 49, rồi 28 sắc pháp, thì nó là cảnh lậu nhưng mà nó phi lậu. Như vậy thì nó còn dư lại, còn dư là các pháp chân đế, đó là 40 tâm siêu thế và niết bàn. Cho nên ở nhị đề này đó là nó là nhị đề chiết bán, nhưng mà nó hữu duyên, tức là mình lấy chi pháp không hết, lấy chi pháp không hết các pháp chân đế, còn dư lại đó là 40 tâm siêu thế, và đương nhiên nó phải là các tâm sở phối hợp được với tâm si thế đó, và niết bàn, tức là dư lại cái phần đó, cho nên nó là hữu duyên. Thưa sư, sửa lại là sao sáu quá đu cá sư? Sao nãy lại rơm sao? Cái này sao? Chiết bán hữu dư, như vậy chiết bán hữu dư. Rồi thì bữa nay mình tạm học bao nhiêu đó, hai nhị đề, hai nhị đề, một đó là nhị đề tương ưng lậu, hai là nhị đề lậu cảnh lậu, thì chúng ta còn một nhị đề nữa trong phần này, để kỳ sau chúng ta học đi, sau học chúng ta rồi chúng ta qua cái phần mới luôn. Rồi xin trả mic lại cho lớp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú.
Bài học đã kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp ngày hôm nay về hai nhị đề số 16 và nhị đề số 17. Đã, chúng con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Xin mời Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, bạch sư, con xin thay mặt học viên trong lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên trong buổi học hôm nay ạ. Akasatha chakomatha devanaga mahitika bunyano anumodano chirang rakan. Dạ, con xin lỗi cô Diệu Bảo mở mic lên ạ. Hồi nãy con thấy tiếng ồn, con tắt mic mà con tắt nhầm vô cô. Akasata chapamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu sasanang. Akasata chapamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu no garu. Akasata chapamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu nyatayo. Akasata chapamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu panino. Akasata chapamata devanaga mahitika bồn nhăn nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra can tu nô sa đa y đăng quạt nô bồn nhăn a sa wa ca ya wa hang ho tu a na ga te ca le sa thu sa thu sa thu. Dạ, buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ, dạ kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và có giấc ngủ an lành. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư được nhiều sức khỏe. Xin chúc cả lớp được nhiều sức khỏe. Con kính chúc sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính chúc sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Rồi, chúc lớp sức khỏe. Rồi, xin mời lớp nghỉ ha.